Chúc tất cả anh chị em cũng như mọi người luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống các bạn. Tất cả đều vạn sự như ý. Đây, hôm nay đến với tất cả anh chị em một cái tóc đinh tròn vuông ha. Đây, vừa vuông vừa tròn này, một chất tóc rất là mới. Và một người khách cũng rất là mới đây, mới xuất hiện lần đầu tiên trên kênh cũng như là riêng cái clip này. Để các bạn thấy cái chế độ tóc ban đầu đây. Tóc này là nó không thưa, không dày, nó chỉ là vừa vừa thôi. Và hôm nay khác với những cái tóc đinh trước, thường thường những cái tóc đinh mà mình cắt ra mình cũng ưa phay, nhưng mà khách này người ta không có chịu trắng quá, chỉ là vừa vừa thôi. Ý kiến của người ta cũng là nói đừng có vuông quá mà cũng đừng có tròn lẳn quá, nói chung là chế chế làm sao mà cho nó mẹ tròn con vuông là được rồi. Đây, mẹ tròn con vuông ha. Cắt tóc là như đi sanh đẻ, mẹ tròn con vuông. Thì các bạn nghe biết cái cây này là cái lưỡi 3 mm cử số 1 đấy, để các bạn có thể cày lược hoặc kẻ là lắp cử ủi thì sao cũng được, tùy cái chân tóc trắng hay là xanh nhiều xanh ít các bạn ta ủi ha. Chung clip này nó cũng khá khá chi tiết thôi chứ không có chi tiết tuyệt đối như là full 100%. Cái đầu này một chút các bạn sẽ phát hiện ra rất là nhiều sẹo này, rất là nhiều. Cái này có thể mình sẽ để cái tiêu đề là kiểu tóc đinh vuông tròn này. Con ta vuông vuông tròn tròn các bạn thấy mình kết hợp được. Đấy anh thôi các bạn sẽ chuyển thôi, thường thường có thể thấy con lai đấy, thường thường giả sử như cha Mỹ mẹ Việt các bạn thấy sinh con ra trên mạng các bạn thấy những người mà người ta mang hai dòng máu rất là đẹp. Nói vậy nhưng không phải mình khen cái tóc này đẹp mà nó chỉ coi được được thôi. Đây các bạn có thể phát hiện ra những cái sẹo nhỏ rất là nhiều ha. Và cái đầu này có một cái hơi sọt khỉ hơi thôi, chứ không có được phẳng liền luôn. Hơi thôi. Cái thời bây giờ thì các bạn biết nó dễ rồi, giả sử như có cử đâu muốn lắp nhiều đó đẩy thẳng lên thì nó cũng mà nó không có sợ phạm. Còn cái thời mình học, cái thời mà bóp tông đôi tay đó, trời ạ à, con thầy cắt cái tóc đinh mà cắt bằng cái tông đôi tay mà cây lược cắt muốn xỉu rồi. Nhưng mà người ta vẫn làm được, thời nào theo thời đó thôi. Nhớ lại lâu lâu nhớ lại những kỷ niệm xưa, có nhiều cái con rất là thắc cười. Cắt cái tóc ra mồ hôi mẹ mồ hôi con là đổ kêu bằng nơm nớp nơm nớp. Thế thì các bạn thấy có nghĩa là nó mình nói đây, như những giây trước đó mình nói đây là kiểu tóc đinh vuông tròn ha. Các bạn cho nó vuông là vuông, cho nó tròn là tròn. Lâu lâu cho người ta like chứ nguyên bản vậy sao coi được. Đây các bạn thấy rõ ràng là nó thường thường các bạn thấy một số khách hàng, có một số khách hàng cái này là không không đến nổi nè. Cái trường hợp này không đến nổi ha, có nghĩa là trên cái vành tai, cái lỗ tai, cái vành trên đó nó nằm ở vách trên đó, các bạn thấy là cái xương sọ người ta nó mô ra, nhiều người ta mô ra rất rất là nhiều, mà cái trường hợp đó nếu mình mà ủi sát thì bắt buộc nó phải nhô ra. Còn nếu mà ủi xanh quá thì tóc có phần trên cái chỗ mô nó rất còn rất là dày, rất là nhiều. Nên gặp trường hợp đó các bạn tùy các bạn xử lý ha. Đây như mình nói là nó vuông tròn đó thì cái phần sau này các bạn có thể bo vô một chút thì nó sẽ chi tiết hơn. Còn phần này nhưng mà mình ủi cái phần khung dưới thôi. Thì các bạn có thể ủi phần trên trước rồi tới phần dưới này cũng được. Giả là như hiện tại như thế này, đường nào cũng được hết á. Chứ không có nhất thiết phải ở trên nào trước hay cái gì. Còn riêng về đinh vuông đó thì theo mình nghĩ thì đinh vuông thì có thể các bạn ủi trên trước, lò cái nóc cho nó bằng thì nó sẽ dễ hơn. Đây còn cái phần mà giáp với cái tông đờ mà mới ủi xong đó. Phần trên các bạn sẽ thấy đây. Là vì vuông tròn là nó cái cạnh bên hai cái cạnh bên đây là sẽ bo vô. Cậu có chạy đó chứ không
Cái màn hình thì các bạn biết rồi, như mình nói đó, thì nó cũng có lúc tối lúc sáng nha. Thật chất cái lúc quay thì nó không có gặp cái vấn đề này, nhưng mà khi mình lên clip thì các bạn nó sẽ có một số vấn đề ngoài ý muốn xảy ra, thì các bạn sẽ thông cảm cho mình ha. Cho nên mà có điều kiện thì mình cũng mới sắm một cái máy quay chuyên nghiệp để mà quay cho nó rõ nè, nó HD cho anh em cũng như tất cả cậu chú gì dựng gần xa ta xem cho nó dễ nè. Đây các bạn thấy bắt đầu sẽ bò cái góc này lên này. Đây đang thực hiện, đang bật cái chế độ bò đây, bò tròn đây. Như mình nói từ đầu clip đó là cái tốc là kết hợp giữa vuông và tròn. Mình không biết cái tên chuẩn xác hay như thế nào, nhưng mà mình đặt cái tiêu đề như vậy đi. Có gì anh em góp ý mình sẽ chỉnh sửa lại sao ha, nếu mình thấy nó hợp lý. Các bạn thấy cái góc độ này, thấy nó tròn này, đây nó tròn lẳng ở đầu này. Chỉ mình nhìn ngang thôi nó tròn ha, nhưng mà nhìn trực diện thì chưa đâu, chưa. Này chỉ là chưa có là cái gì hết, chỉ mới có nửa đoạn đường thôi. Cái phần tóc này các bạn lưu ý một chút là cái phần mái trước là không có cắt ha, không có đá động cái phần mái trước hết. Nhưng mà tóc này mà được dày một chút nữa thì là nó quá tuyệt vời. Nhưng mà trong cái khả năng mình cắt tới đây thôi, chỉ tới đây thôi. Còn nhiều, rất rất nhiều anh chị em người ta cắt nó đỉnh hơn. Thế thì nói chung là mình tìm hiểu học hỏi như thế nào, được bao nhiêu thì mình chia sẻ hết là bấy nhiêu thôi. Thì được cái sự đón nhận của tất cả mọi người mình rất là vui. Chứ không có gì. Đây, cái góc độ này các bạn thấy nó cũng tròn này. Rồi bắt đầu tới đây các bạn sẽ lấy cái phần ở trên đỉnh đây, cái phần nóc đây. Và đặc biệt cái này là các bạn biết là mình nói như những gì trước đó là cái máy giữ nguyên ha. Với cái góc độ này các bạn sẽ thấy nó là các bạn thấy áo đen nguy hiểm, mà là cái thằng áo đen đang thể hiện sự nguy hiểm đó. Nó đang rình mò, nó cầm cái gì các bạn thấy qua theo cái góc tay trái màn hình đấy, nó đang cầm cái điện thoại, nó thể hiện sự nguy hiểm của nó. Rồi mất tiêu rồi, các bạn thấy là mình ủi với góc độ là ở trên từ trước đó là ủi chúi xuống ha, các bạn thấy rất là rõ đấy. Đấy, chúi xuống, đang chúi xuống là các bạn thấy này đấy. Ủi đi, nhiệt tình vô. Nhất quyết vô. Nghỉ rồi hả? Mới đó nghỉ uống rồi. Này, ngắm nghía cho dữ không? Phạm một đường tông đơ đi, là người khách hàng này sẽ bật ghế ngồi dậy và sẽ hạ nóc ao mình liền. Hạ nóc ao của thằng đội nón đen ngay lập tức. Và thằng áo xanh chắc chắn sẽ liền lị ít nhiều ha. Đấy các bạn thấy rất là rõ ha. Đó, và nghe nó nói cái nó sợ nó bỏ đi rồi đó. Đấy, thằng này cũng là không có trung thành gì đấy. Mới nghe nói rồi, mới có sự nguy hiểm xíu nó bỏ đi rồi. Không được, này không được rồi. Đây các bạn thấy cái phần máy đấy, mình giữ nguyên phần máy ha. Các bạn sẽ theo xác định được là cái phần ở trên, ở trước lúc nào nó cũng sẽ dài hơn so với cái phần sau. Đây các bạn thấy sử dụng tông đời dây thì nó có cái bất tiện là như thế, nhưng mà bù lại cái máy nó rất là mạnh, các cái tốc nó rất là mạnh. Và ngược lại tông pin không dây ấy thì nó tiện trong cái lúc xoay trở thôi, nhưng mà cái máy nó các bạn có thừa biết rồi, nó không có mạnh bằng. Cái đó anh em sử dụng thì
Nếu mà có điều kiện thì mình cứ sử dụng hai dòng, nếu không thì sử dụng cái nào tiện thì các bạn cứ sử dụng thoải mái. Tại vì cái chế độ mà vuông tròn đó mình phải bo ha, mình sẽ giữ cái mặt trước, nhìn vô mặt trước nó vuông nhưng mà mặt sau mặt ngang nó sẽ tròn. Kỹ nha, nín thở. Những cái giai đoạn này không biết các bạn ủi làm sao chứ mình thật chắc mà nó nín thở nha. Thật chắc những cái lúc mà ép tóc ít ít này là nín thở đây. Đây. Đấy. Nín thở nha. Thở cái này nó phạm ấy. Quá hên. Thở được rồi. Đó, các bạn thấy cái thằng áo đen nguy hiểm, nó đang thể hiện sự nguy hiểm của nó ở đằng sau cái tấm kính đấy. Đây các bạn, nãy giờ là các bạn nhìn cái mặt ngang này, còn cái mặt sau nhìn tới đây các bạn thấy này, hai bên tròn lên. À, xây nón lại cho thôi, bá quá trời rồi. Đấy, hồi nãy giờ mình đứng bên góc tay phải, bây giờ đổi sang tay trái ha. À, vuốt đi, nhiệt tình vuốt vô. À, đấy, đó. Đấy. Clip này dùng khá chi tiết ha các bạn. Thì mình hy vọng những anh chị em nào mà gặp những trường hợp tóc đinh mà xử lý như thế nào đó thì có thể thôi, mình nói rồi có thể thôi. Chưa bao giờ mình bắt buộc ai phải cắt theo cách của mình, nhưng mà nếu mà các bạn thấy nếu mà cái kiểu tóc nó đẹp, nó hợp lý thì các bạn có thể cắt thử một lần. Các bạn biết khi mà cắt xong cái người khách này là người ta rất là vui, thực chất người ta rất là thích luôn. Người ta nói cái này là mình không biết nói sao, nói chung ta giữ ý đi. Giờ ta hẹn là để sắp tới sẽ cắt như thế này ha, không có đổi cái gì nữa hết, cứ để sắp tới là cắt như thế này. Đây các bạn thấy đang nó đang bằng, nhưng mà các bạn có thể sượt lên này. Đấy, các bạn sẽ sượt ngược cái sợi tóc, ngang cái sợi tóc, các bạn thấy những cái sợi tóc mình dài nó nằm đó, nó trốn lên, nó bắt đầu nó sẽ chìa lên rất là nhiều. Trong video clip này thì các bạn có thể thấy là ít, nhưng mà thực chất ở ngoài là rất là nhiều cái sợi tóc dài hơn dư thừa, nó nhô lên rất là nhiều. Các bạn nhớ là mình khi mà chảy xuôi xong các bạn có thể chảy sượt lại ha. Đấy, như vậy thì những cái sợi tóc dài nó sẽ không còn lẫn lộn ở bên trong, nó không có trà trộn được. Mình sẽ dùng cái từ trà trộn ha. Đấy. Rồi các bạn cắt lại thì nó rất là mịn cái tóc. Cái nào còn thì cứ vớt đi, cứ nhiệt tình vớt vô. Các bạn vẫn có thể kê lược bình thường ha, chứ không có gì. Đấy, cái phần trên như thế là các bạn thấy nó xong rồi. Tại vì cái phần máy không có đụng tới, và cái phần máy này nói chung nó cũng không có dài. Nhưng mà với cái góc độ, với cái kiểu tóc này, nó cắt không phần máy đó là mình sẽ thấy cái thẩm mỹ nó sẽ không có được cao, đối với cái ý kiến riêng của mình thôi. Tại vì mỗi người mỗi ý, mà theo mình thấy như vậy là được, khách người ta chịu là ok rồi. Riêng mình thì thấy như vậy là được rồi. Còn các bạn giả sử những cái tóc này các bạn thấy như thế nào đó, mà gặp trường hợp nào đó thì có thể tựa thì các bạn có thể cắt theo ý của mình ha. Có nghe cái từ mình đây là mình nói rằng tất cả mọi người, trong không mình nói mình. Nó còn ở phần chân ở dưới thì các bạn khi mà thấy cái giai đoạn đầu ủi tuy rằng là nó là 3 mm, nhưng mà cái chân nó vẫn còn xanh, thì cái đó các bạn ủi sờ lại ha. Tùy theo sát ít sát nhiều các bạn có thể làm sờ lại. Thì cái phần đó rất là dễ rồi nên mình không có quay cái phần đó nhiều. Đấy, nếu các bạn thấy clip hay, có ý nghĩa thì các bạn có thể subscribe kênh, đăng ký kênh để theo dõi được tất cả những clip mới nhất và sớm nhất các bạn. Đây là cái quắc tắc thảnh, cái tác tác phẩm nó hoàn thành như thế này đây. Đinh vuông tròn, mình thấy là coi nó cũng tạm ổn rồi. Đấy, không có khoét tay ha. Đấy, rất là rõ nét. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi hết video clip đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những lần tiếp theo với những kiểu tóc mới. Mình hy vọng là vậy. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Nhớ subscribe kênh nha các bạn. Like và share để ủng hộ mình. Rồi, xin chào.
Hẹn gặp lại.